Mới đây, Văn phòng Chính phủ có thông báo xét đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc ban hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tổng kết thi hành pháp luật về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương liên quan khẩn trương thực hiện tổng kết thi hành quy định pháp luật về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh trong thời gian qua theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, nếu thấy cần thiết, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ ngành liên quan lập đề nghị xây dựng pháp lệnh khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, trình Chính phủ xem xét quyết định. Trong hơn 10 năm qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh như khảo sát, rà phá được gần 500.000 hecta đất ô nhiễm bom mìn, hơn 5.000 nạn nhân bom mìn và các đối tượng bị ảnh hưởng khác được hưởng hỗ trợ y tế, hàng trăm nghìn lượt người dân, đặc biệt là trẻ em, được giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sẽ là cơ sở để sứ mệnh này đạt nhiều kết quả ý nghĩa hơn trong tương lai.